Cô thân ái chào các bạn tuổi Bính Ngọ 1966. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về hạn niên của các bạn trong cái năm 2023. Thì chúng ta biết là cái năm 2023 đó là cái năm Quý Mão, mà cái con mèo với cái con ngựa, hai cái con nó không ưa gì nhau. Hai cái con thường phá quấy phường hạ, là tìm cách để mà hại lẫn nhau. Cho nên cái năm Quý Mão á, là cái người tuổi Ngọ, mình là người tuổi Ngọ, sẽ gặp cái mà phá thái tuế, nghĩa là mình với cái tuổi Mão nó sẽ có cái sự tương phá lẫn nhau. Cho nên khi mà chúng ta gặp cái sự mà tương phá như vậy là thì chúng ta thấy chúng ta làm ăn nó có khó khăn, chúng ta không có được cái sự bình ổn, mà có sự phá rối. Mình làm việc, cái công ăn việc gì dễ gặp những cái người khác, người ta dòm ngó cái công việc của mình, người ta phá rối công việc mình làm ăn nó có khó khăn, sức khỏe mình cũng không được ổn định, gia đạo mình cũng có chuyện rối rắm. Thì đó là cái năm 2023 các bạn gặp phải cái phá thái tuế. Thì bây giờ chúng ta nói ra cái tuổi Bính Ngọ của bạn. Thì cái tuổi Bính Ngọ của bạn ở cái giai đoạn đầu của cuộc đời của các bạn có cần cái khó khăn. Khi mà cha mẹ mình sinh mình ra, làm ăn cũng không có được thuận lợi, làm ăn khó khăn. Rồi tiếp ra sức khỏe của mình nó cũng ốm đau, cũng bệnh tật eo uột. Mặc dù mình là cái người tuổi Ngọ, nói là con ngựa nó có cái sức khỏe, nhưng mà hồi nhỏ mình là eo uột, mình ốm đau, mình khó nuôi. Cái tuổi trẻ của mình lớn lên trong cái sự dầm thương dãi nắng của nhiều cái gian nan, nhiều cái vất vả đến với cái cuộc đời mình. Học hành nó cũng bị cản trở, cái đường luân duyên ở cái giai đoạn đầu của mình nó cũng không thuận. Phải qua đến 30, nghĩa là qua cái thời Bắc Kỳ vào cái Trung Vận, thì cuộc đời mình nó có cái sự mà thay da đổi thịt, nghĩa là mình bắt đầu làm ăn dần dần nó khấm khá lên. Còn nói về cái tuổi Ngọ của các bạn là cái con người nó rất là thật thà. Các bạn màu không màu mè, mình nghĩ sao mình nói vậy, cái người ta nói là thẳng như ruột ngựa. Tính nết mình đó, mình rất là thẳng thừng, mình không rào trước, không đón sau. Rồi nói về cái con người, con cái tuổi ngựa thì nó như thế này, là cái hưởng người đó thích đi, thích rong ruổi đường dài. Nếu mà không vì cái công việc của mình phải dời để đi đây đi đó, thì về cái bản chất của mình lại thích đi du lịch, đi nơi này đi nơi kia. Mình nó giống như là người có cái thân mệnh thiên di, thường rầy đây may đó. Nhất là mình thêm can, thêm được cái thiên can là hành lộ chi mà, là cái con ngựa nó đang đi ở trên cái đường, đang làm cái nhiệm vụ. Mặc dù nó cực nhọc, mặc dù nó gian nan, nhưng mà mình không kêu ca. Mình làm việc bằng cái tấm lòng của mình, bằng cái tinh thần trách nhiệm của mình. Con ngựa của mình á, thì là không tham gia giàu sang. Mình làm việc đây là mình cũng rất có hào khí, mình tạo dựng đồng tiền để khi mà mình người hoặc ai cần thì mình có thể mình dùng cái đồng tiền đó để mà mình giúp đỡ cho người khác. Trên cái con đường hành lộ, kiến thức về học hành của mình ở nhà trường tuy không nhiều, nhưng mà qua sự trải nghiệm trải đời thì cái con người của mình nó rất là thông minh, cái kiến thức của các bạn rất là sâu xa. Thì hiện tại đã các bạn đã qua đi những cái gian nan, những cái cực khổ rồi. Bây giờ các bạn có thể an nhàn sống trong cái cảnh mà gia đình của mình đã sung túc nha. Mình vui vẻ đoàn viên với con với cháu. Nhưng mà cái tuổi của bạn thì con cháu thì nó không mấy đông như những cái tuổi khác nha. Nhưng mà chúng ta chấp nhận và chúng ta đó là niềm vui gia đình của chúng ta khi ở cái tuổi xế già. Thì nói về nam á, thì trong cái năm 2023 các bạn gặp cái sao Thái Bạch và cái hạn toán tận. Và các bạn có một cái vận tốt, đó là cái vận long đắc vũ.
Còn mình tìm hiểu về cái năm 2023 là mình được 58 tuổi. Khi xét về tuổi 58 thì chúng ta không phạm kim lâu nè, chúng ta không phạm quan ốc, chúng ta không phạm tam tai. Thế thì những bạn nào có nhu cầu cất nhà, cất cửa, dựng vợ, gả chồng cho con cái thì cứ mạnh dạn mà làm, chúng ta không có khó khăn. Nhưng mà nó có một cái vấn đề là chúng ta gặp phá thái tuế thì nó ảnh hưởng cũng ít nhiều cho chúng ta. Bây giờ xét sang cái năm quý thuộc về hành thủy mà mình bính là quả. Các bạn thấy không? Thủy quả nó khác nhau. Cho nên trong cái năm Mão này chúng ta làm ăn nó có cái những cái khắc kỵ. Tiền bạc của chúng ta không dư dả như những cái năm trước. Rồi cái công việc của mình à, mình là người tuổi ngọ mà gặp năm Mão thì đã gọi là xung của chúng ta rồi. Chúng ta đó là một cái năm công việc của chúng ta không được thuận lợi. Nhưng mà về sức khỏe của chúng ta có phần tốt đẹp. Tại vì mình là cái người mệnh thủy mà gặp cái năm kim, cho nên sức khỏe mình có cái được cái sự tốt đẹp. Bây giờ nói sang cho các bạn về cái sao Thái Bạch. Trong các sao á, thì sao Thái Bạch là một cái sao hung tinh. Nó đem lại nhiều cái điều mà xui xẻo cho chúng ta. Vì sao Thái Bạch là hành kim, cho nên nó bình hòa với những người có cái mệnh kim, và nó kỵ những người có cái mệnh quả. Sao Thái Bạch nó xấu nhất vào cái tháng 2, tháng 5 và cái tháng 8 âm lịch. Thì những người nào mà chúng ta muốn làm cho tốt đi, cái ngôi để mà trong cái năm của chúng ta có nhiều cái điều tốt đẹp á, thì chúng ta nên chọn những cái màu thuộc về hành thổ, như là màu nâu, là màu vàng đất, hoặc là những cái màu nó thuộc về hành kim như là màu trắng, màu bạc và màu vàng ánh kim. Chúng ta đừng nên mặc áo mà chúng ta chọn những cái sắc màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu xanh, màu đen, tại vì nó là tượng trưng cho cái hành quả và cái hành thủy. Thì khi mà sao Thái Bạch đến thì chúng ta thấy là tiền bạc của chúng ta nó có cái khó khăn. Người ta nói là Thái Bạch quét sạch cửa nhà, nghĩa là nó chủ yếu về tiền bạc của chúng ta. Chúng ta cẩn thận trong cái cách về cái tiền bạc của chúng ta nè, coi chừng bị trộm cắp, coi chừng bị cướp của, chúng ta dễ làm ăn thua lỗ. Đó là nói về tiền bạc. Còn nói về sức khỏe thì chúng ta sẽ bị bệnh. Mà khi mà bị bệnh thì nó lâu hết. Bệnh thì khó chữa nữa nha. Và chúng ta cũng có thể vướng vào những cái việc mà liên quan đến pháp luật. Chúng ta làm ăn một cái năm không mấy gì tốt đẹp về kinh doanh. Chúng ta gặp nhiều cái tiểu nhân hãm hại, cho nên gặp cái sao Thái Bạch là không thuận lợi mấy. Rồi tiếp sang chúng ta lại gặp cái hàng toán tận nữa. Hàng toán tận nó cũng ảnh hưởng nhiều về cái vấn đề tiền bạc của chúng ta. Tiền bạc chủ yếu nè, giống như là cái sao Thái Bạch nó ẩn cho chúng ta, báo cho chúng ta mình phải cẩn thận về tiền nè. Làm ăn phải cẩn trọng, có thể chúng ta sẽ bị lường gạt nè, chúng ta làm ăn bị thua lỗ nè, chúng ta bị trộm, bị cướp, nghĩa là nói về cái tiền bạc. Và toán tận cũng ảnh hưởng về cái sức khỏe của chúng ta trong cái năm rất nhiều. Như vậy là bạn nam ở trong cái năm nay, thì trong cái năm 2023 thì các bạn chú ý nhiều về cái sức khỏe và chú ý nhiều về cái tiền bạc của chúng ta. Chúng ta phải quản lý tiền bạc cho kỹ. Khi mà chúng ta làm ăn gì thì chúng ta có cái sự tính toán, cân nhắc cho cẩn thận. Rồi vận của chúng ta gặp trong cái năm là một cái vận niên của năm là một cái vận tốt, đó là long đắc vũ. Như là gầm gặp mưa thì chúng ta sẽ được là cái bù trừ là thuận lợi trong cái vấn đề công danh sự nghiệp của chúng ta sẽ được nhiều cái điều tốt đẹp. Nó cũng mang đến cái sự tốt đẹp về tiền bạc lợi lộc cho chúng ta. Thì bài chia sẻ cho các bạn về cái năm 2023 đến đây đã hết. Thì thân ái chào các bạn.
Chúc các bạn cùng gia đình được vui vẻ, mạnh khỏe. Dạ, dạ.